Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khai báo tài sản cố định. Có hai cách để khai báo tài sản cố định. Cách 1, khai báo trực tiếp trên phần mềm. Cách 2, import dữ liệu từ Excel. Cách 1, khai báo trực tiếp trên phần mềm. Vào phân hệ tài sản cố định, click chuột vào biểu tượng tài sản trên sơ đồ. Tiến hành khai báo các trường thông tin, chú ý mã tài sản viết liền không dấu. Tại mục chi tiết giá trị tài sản, tiến hành nhập ngày chứng từ, số chứng từ, nguyên giá trị đã khấu hao. Ngoài ra để phục vụ cho những khách hàng có nhu cầu theo dõi chi tiết tài sản cố định, phần mềm có thêm tab thông tin phụ gồm có số biên bản giao nhận, số hiệu tài sản, thông số kỹ thuật, v.v. Cách 2. Import dữ liệu từ Excel. Vào phân hệ tài sản cố định, tại mục chức năng chọn Excel, nhập danh mục từ Excel. Click lấy tệp mẫu và chọn nơi lưu tệp mẫu. Sau đó tìm đến file mẫu và dán các thông tin theo trường tương ứng trong file Excel rồi lưu file. Để lấy thông tin từ file Excel vừa khai báo, tại màn hình nhập danh mục từ Excel, click chọn lấy dữ liệu và điều hướng phần mềm tới vị trí file Excel vừa lưu. Khi màn hình thông báo chương trình đã thực hiện xong, tức đã thành công. Chúng ta đã thực hiện việc khai báo tài sản cố định xong. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn khác. Chúc các bạn thực hiện thành công!